nhìn ra ngoài rồi nhìn bà ngoại té. Tôi thấy lạ. Hai ba tháng luôn, không thấy ông ngoại bà ngoại. Dữ hơn mấy tầng nữa, đúng 5 tầng nữa thôi chứ nhiêu. Ôi giờ, 2 tháng luôn. Nhìn qua nhìn lại, nhìn ông ngoại rồi nhìn bà ngoại. Ôi, cười. Lana, con mới thức dậy á. Tóc búi lù xù á. Con nói chuyện ngay. Lana. Mẹ ẩm nó lên cao, nó cao lắm. Ừ, mình thấy dài rồi, tôi ngồi chung hình coi, chung hình thấy chung dài thò mà. Chung dài thò, cười, cười. Cười, cười. Ông ngoại thì ok liền ha. Nhìn ông ngoại cười. Mẹ sợ nhất là nó sợ nhà lạ lạ. Nó ngó nhà vòng vòng. Đó, nhìn qua rồi nhìn lại. Thôi. Quen nó có. Nó cười rồi, được quá, nó cười cười. Phải cười. Cười đi con. Cười ha. Đi đâu không dài. Là đi bác chị em á. Đi qua bác em á. Em baby bé em thôi. Đi sai á. Đi sai á. Có hai cái văn nữa thì cái văn nó chút chiếu á. Giờ nó bắt đầu cười. Anh nãy chưa dám cười. Thấy không? Giờ quái á. Hai cái văn chút chiếu á. Giờ biết. Nhớ không? Nhớ không phải bà ngoại không? Hả? Nhìn bà ngoại, rồi nhìn ông ngoại. Nói chuyện đi con. Sắp nói chuyện á. Nói chuyện, con nói chuyện đi. Nói chuyện, nói ra, nói chuyện. Giờ nắm cái dòng cẩm thạch là quen rồi. Nhớ ạ. Nhớ hôm đó mình cứ rờ rờ dòng cẩm thạch hoài. Giờ nè, có nữa nè. Đúng không? Đi sai nó dành con rồi. Cười cười cười. Đi sai nó dành á. Nó dành bà ngoại á. Ngạc nhiên. Vậy nó mất tiêu à. Đúng cái hai cái văn này. Lana con nói chuyện đi. Con kể bà ngoại đi. Cứ nói đi. Con ghé ngoại bà ngoại. Con mập răng nhiều miếng á. Bây giờ nó ăn nhiều lắm mẹ. Ăn ba hũ rồi uống một bình sữa. Không không, vỗ tay, vỗ tay. Ba ba ba. Ngoài dạy vỗ tay nè, ngoài dạy vỗ tay nhiều, ngoài dạy kêu ba 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 ba. Bây giờ đang tập bye bye. Bye bye hả? Bye bye. Bye bye con. Bye bye. Bà ngoại nghe bên đây là mà gì đi bón này kia là bà ngoại lo dữ lắm. Vậy đó, hoài không cho ăn cũng đi đủ đều đặn bố. Ừ, bị infection nữa. Ủa vậy nữa. Như hết rồi, hôm qua đi bác sĩ khám hết rồi. Giữ ở trong nhà. Nó phải cứng chứ. Đem ra ngoài cho cứng. Bé mà đi ra ngoài rong rong ngoài đường đâu được. Nó phải cười cười hoài. Mở cái miệng thấy hai cái răng. Hai cái răng nó chút xíu à. Hai cái răng nó chút xíu à. Nãy giờ như chưa nhận ra. Bây giờ ngồi biểu diễn ở ngoài.